Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn về cái sự đặc biệt của ba chú mèo này. Đây là ba chú mèo thuộc dòng mèo Anh lông dài. Thì như các bạn biết là mèo Anh lông dài nó có xuất xứ từ Vương quốc Anh và đây là một giống mèo được lai tạo giữa mèo Anh lông ngắn và mèo lông dài Ba Tư. Nó tạo ra giống mèo Anh lông dài ngày nay. Thì ở Việt Nam thì hiện tại cũng rất khá nhiều các bạn trẻ đang nuôi giống mèo này. Bạn xem thấy video thú vị thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ kênh nha. Xin cảm ơn các bạn. Và giống mèo này được rất là nhiều các bạn trẻ yêu mến, đó là cái sự thướt tha, uyển chuyển và đặc biệt là cái lông của chúng rất là dài, nó phủ kín cơ thể. Thì mèo Anh lông dài này nó cũng là một giống mèo có tính cách rất là hiền hòa, rất là dễ gần và khiến cho các bạn rất là đam mê giống mèo này, yêu mến giống mèo này. Và ở video này thì mình giới thiệu các bạn về sự đặc biệt của ba chú mèo Anh lông dài dễ thương này, để các bạn có thể thấy rõ hơn. Thì như các bạn nhìn thấy cái chú mèo ở xa xa kia, đó là một chú mèo nó có một sự rất đặc biệt. Các bạn nếu các bạn để ý, các bạn thấy cái đôi mắt của chú mèo này nó có hai màu, một là màu vàng và một bên là màu xanh biển, rất là tuyệt vời đó. Thì thường là những chú mèo Anh lông dài nó có lông dài nó đã tuyệt vời rồi, nhưng đối với những chú mèo có hai màu mắt thì nó càng dễ thương và rất là tuyệt vời. Cái chú mèo thứ hai này thì nó có một cái màu lông, màu bi cũng rất là đẹp. Bạn nhìn thấy hình dạng nó rất là đẹp. Nếu như các bạn khi mà các bạn chọn mua những chú mèo Anh lông dài, các bạn thường là chọn những chú mèo mà có cái mặt của nó rất là đầy đặn như chú mèo này. Đây là một chú mèo đực đầy đặn, lông dài và nó cân đối với cơ thể nó, tức là nó cũng cơ thể nó dài, nó cân đối thì cũng là một chú mèo rất là đẹp. Đây là khi nó còn bé, thì khi mà nó lớn lên nó đổi lông thì nó sẽ đẹp hơn. Cái chú mèo thứ ba đó là một chú mèo mà nó có hai cái sự đặc biệt trong cái chú mèo này, đó là đầu tiên các bạn có thể là nhìn thấy cái mắt của chú mèo này cũng một bên màu xanh biển, một bên màu vàng. Thì chú mèo này nó có một cái sự đặc biệt hơn, đó là có một cái tai cụp. Thì khi mà chú mèo này nó có cái hai cái điều đặc biệt này thì nó sẽ có giá trị lớn hơn so với những chú mèo khác. Ở chú mèo bố của những cái chú mèo con này thì khi mà phối nó là một chú mèo màu lông gần như chú mèo này nhưng nó có tai cụp, còn mắt thì không phải là màu này mà mắt màu vàng đồng. Nhưng khi mà sinh ra những chú mèo con này thì nó lại có màu mắt hai màu xanh biển và màu vàng. Cái chú mèo này thì gần giống bố nó. Rất là tuyệt vời. Thực sự là khi mà các bạn có những chú mèo Anh lông dài như thế này thì nó rất là đẹp và nó rất là thú vị, tạo nên cái niềm vui cho các bạn. Với những chú mèo mà nó có cái tai cụp thì nghe có vẻ nhìn nó hiền hơn so với những chú mèo tai dựng này.
À, đây là những chú mèo đã được khoảng độ gần 2 tháng tuổi rồi. Thời điểm này thì chăm sóc các bé rất là dễ dàng. Các bé đã bắt đầu biết ăn cơm rồi. Chú mèo anh lông dài này, khi mà nó lớn một chút, nó có cái đuôi rất là bông như là con sóc. Cho nên nó lại càng tạo vẻ đẹp và sự thướt tha mềm mại đối với những chú mèo anh lông dài này. Các bạn nhìn thấy cái lông của nó rất rõ ràng, rất là xù. Thì mình cho các bạn xem một chú mèo mẹ của những bé mèo này. Đó, đây là chú mèo mẹ trắng thuần chủng và mắt xanh biển. Những chú mèo khi còn nhỏ thì thường nó rất là nghịch ngợm, tính rất là vui nhộn. Đó, đây là chú mèo mẹ này. Các bạn nhìn trắng rất là đẹp. Và vừa rồi mình đã cho các bạn xem những chú mèo anh lông dài khi còn nhỏ. Và video này hy vọng là các bạn nào đam mê dòng mèo anh lông dài, các bạn sẽ có những thông tin và các bạn xem video này sẽ tạo thêm những cái đam mê đối với các bạn mà yêu dòng mèo anh lông dài này. Và xin cảm ơn các bạn đã xem toàn bộ video. Thanks for watching and goodbye.